của dân tộc, nhóm phó đất chúng em mang đến hội thi hôm nay bộ sưu tập thời trang, trang phục Tết xưa và nay với thông điệp xuân trên xe yêu thương. Có phần trình diễn của các siêu mẫu nhóm phó đất thể hiện trang phục truyền thống ngày Tết của Việt Nam được dành cho cả nam và nữ. Và bộ trang phục đó chính là áo dài. Áo dài là biểu tượng văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trong các nước già trẻ, nam nữ, ai ai cũng có thể mặc được. Đặc biệt mỗi khi đến Tết, chiếc áo dài sẽ đồng hành cùng ta đi du xuân, chúc Tết người thân họ hàng. Chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng bộ trang phục Tết xưa với chiếc áo dài then nam. Áo dài then nam là trang phục hàng đầu của người đàn ông Việt trong dịp Tết Nguyên Đán và lễ hội. Chúng có thiết kế với nhiều màu sắc khác nhau, cổ đường tay dài và trở thành biểu tượng tuyệt vời của phái mạnh. Đó là sự trang nghiêm, đĩnh đạc nhưng lại rất phóng khoáng và thanh lịch. Trong những năm gần đây, mặc áo dài đã trở thành thói quen tự nhiên của rất nhiều cô gái. Trong dòng chảy thời trang áo dài xuân 2024, áo dài giáng xuân vẫn được lòng của chị em bởi đặc tính buông mềm theo vóc dáng, tạo nét nữ tính dịu dàng tựa đàn thơ mà không cần gò ép cơ thể. Áo dài giáng xuân dễ nhận diện bởi chúng tượng không có đường chít eo như áo dài truyền thống. Áo tình thân là một loại trang phục mặc thường ngày của người phụ nữ miền Bắc Việt Nam xưa. Thiết kế của áo rất nữ tính, thấm đẫm nét quê, cùng với đó là những thăng trầm của lịch sử. Có người nói nhắc đến Huế là nghĩ đến áo dài vũ thần kiêu sa, miền Nam thì áo bà ba gần gũi, trần chất giản dị, thì những chiếc áo tình thân lại mang đậm văn hóa Bắc Bộ, đặc biệt là hình ảnh nông thôn. Khám phá trang phục dân tộc chính là tìm hiểu về cội nguồn, tinh thần đoàn kết và bản sắc của 54 đồng bào Việt Nam ta. Từ những bộ áo dài truyền thống kiêu sa đến những chiếc áo tứ thân đậm chất bản sắc dân tộc, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng những trang phục của người phụ nữ của dân tộc Thái, Tây, Tây Nguyên, Cơ Me và không gì nữa hết. Điểm dễ nhận thấy là những trang phục này màu sắc bắt mắt, chất liệu là vải thổ cẩm dệt tay nên rất mềm mại, tôn lên vóc dáng của người mặc. Và những trang phục này thường được những người phụ nữ kết hợp với các phụ kiện như vòng cổ, vòng tay. Nếu trước váy trắng thanh lịch thì chắc phải áo dài nam mặc với quần jean cũng là xu hướng đẹp.